Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tân Cảng Decor. Hôm nay bên mình sẽ giới thiệu và review một cái dòng sản phẩm cưa trục trượt mã hiệu là DVKS 780 của hãng Dewalt. Thì đây là một trong những, có thể nói là đây là một trong những dòng cưa là chùm cuối ở thời điểm hiện tại của hãng Dewalt. Thì cái thông số kỹ thuật của cái máy cưa này là bao gồm là công suất đầu ra là 1675W và tốc độ lưỡi cắt là 3.800 vòng trên phút. Thì các bạn có thể nhìn sơ lược một vòng quanh về ngoại hình cũng như thiết kế. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một trong những dòng cưa, những con cưa có cái chất lượng hoàn thiện vô cùng xuất sắc. Thì mình xin khẳng định vì sao là vô cùng xuất sắc. Cái điểm đầu tiên chính là vì cái mức giá của nó, đó là một những mức giá của dòng cưa cao cấp. Và thứ hai là những cái vật liệu hoàn thiện, độ hoàn thiện, độ tinh xảo của những chi tiết là vô cùng cao. Thì cũng như một cái sản phẩm của Dewalt thì màu chủ đạo là màu đen, màu vàng. Thì màu vàng này xin nói vui với mọi người rằng là cái màu vàng này là tượng trưng cho hành kim. Thì hãng trang bị cho chúng ta một cái bộ bí kíp là Thiên Vương Cưa Pháp để giúp chúng ta có thể làm gỗ một cách rất là xịn. Thì cái bí kíp này bao gồm rất là nhiều thứ tiếng và trong đó có tiếng Việt để giúp chúng ta rất là dễ dàng tra cứu những cái thông tin cần thiết cũng giống như là có được những cái kỹ năng tốt trong cái sử dụng máy cưa này. Thứ hai, đi kèm đó là luôn luôn sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng 3 năm. Thì nhắc tới cái bảo hành chính hãng thì mình xin lưu ý mọi người là Dewalt là một trong những cái hãng dụng cụ có thời hạn bảo hành rất là lâu. 3 năm là gần như là một trong những cái thời gian bảo hành lâu nhất trên thị trường. Thì điều đó khẳng định điều gì? Điều đó khẳng định là cái sự khẳng định về chất lượng của Dewalt đối với những cái sản phẩm của mình. Thì với một cái sản phẩm có chất lượng cao thì gần như nhà sản xuất mới tự tin để có được một cái thời gian bảo hành lâu như vậy. Thì các bạn có thể tham khảo một số cái sản phẩm khác của những cái thương hiệu khác thì thường thời gian bảo hành thì chỉ rơi từ khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Thì Dewalt là bảo hành 3 năm thì đó thể hiện cái sự tin cậy về sản phẩm của mình. Thì động cơ của Dewalt là động cơ có chỗ thang. Thì đây là một trong những cái dòng máy có một sự khác biệt tương đối với những cái dòng cưa trên thị trường là dùng động cơ chỗ thang nhưng mà qua gọi là dây guroa, tức là một cái khớp mềm, một cái khớp trung gian. Thì mình sẽ nhấn mạnh cái điểm đầu tiên là về cái guroa này. Thì cái khác biệt thứ nhất là gì? Dây guroa sẽ giúp cho cái việc làm việc một cách xuyên suốt và hiệu quả hơn. Vì sao? Vì dây guroa khi qua một khớp mềm thì cái phần mô động cơ và phần trục lưỡi sẽ luôn luôn được cố định ở một cái vị trí vô cùng chính xác và cái tải sẽ truyền lên cái dây guroa. Thì giúp cho cái việc là giả sử là hai cái khớp cứng, giống như là cái động cơ truyền động trực tiếp thì hai khớp cứng, thì trong một quá trình hoạt động lâu dài thì cái khả năng mài mòn giữa hai cái khớp cứng đó sẽ dẫn tới cái tình trạng là rơ lệch trục và không đảm bảo cái sự chính xác xuyên suốt. Thì dây guroa ngoài cái vấn đề là sẽ có giúp chúng ta có một cái hiệu suất làm việc rất là tốt thì nó sẽ giảm thiểu cái việc là
tác động của động cơ lên tác động của trục cắt trong một khoảng thời gian khi chúng ta làm việc xuyên suốt. Thì sau khi giới thiệu sơ về một cái vài cái điểm đặc biệt thì mình lưu ý luôn, thì cái con cưa này á, được thiết kế là hai trục trượt nằm ngang. Thì để dễ dàng, mọi người có thể dễ dàng so sánh là trên thị trường hiện tại sẽ có một số dòng cưa sẽ có một số dòng cưa như sau. Tức là cái phần hiện tại là cái phần đỡ là phần cố định và phần trục là phần di động. Thì cái điều này á là nó khác một số đối thủ, những hãng khác là một số hãng là người ta đã thiết kế là cái phần trục là cố định và cái phần động cơ di động. Thì cái phần trục cố định và phần động cơ di động nó sẽ có cái đặc biệt nào và khác biệt nào so với phần này? Thì cái điểm đầu tiên á là sẽ giúp tiết kiệm không gian. Thì đây là một trong những thua thiệt của DeWatt, là cái phần tiết kiệm không gian thì không được chú trọng lắm. Nhưng đổ lại á, thì để mà có được cái thiết kế tiết kiệm không gian thì hai cái ti này nó sẽ phải nằm thẳng với nhau theo cái phương đứng, hoặc là nghiêng một góc rất nhỏ. Thì xét theo cái kết cấu chịu lực á, thì ở một số cái trang mạng uy tín như nước ngoài đã đánh giá thì với hai cây trục trượt nằm ngang với phương ngang như vậy thì sẽ đảm bảo cái độ rung lắc là gần như nhỏ nhất. Thì đó, mình nghĩ đó là một trong những lý do mà DeWatt vẫn sử dụng cái phương thức là hai cái trục nằm ngang như thế này. Thì tuy nhiên các bạn có thể thấy là cái khả năng chiếm diện tích của cái con cưa này là khá lớn. Thì đó là cũng là một nhược điểm, cũng là một cái sự đánh đổi để chúng ta có được cái sự vận hành chính xác. Thì để so sánh với thị trường thì nó sẽ có một số cái dòng cưa có thể là ngang mức với con này. Thì ở Makita thì sẽ có là một con mã hiệu là 1219L. Thì cái con 1219L đó thì như các bạn có thể dễ dàng quan sát ở phía bên này. Thì hiện tại á, là cái con bên này á, đang là con 1019L. Thì 1219 là thể hiện cho 10 inch, tức là lưỡi 255, 254. Còn 1219 thì nó cái hình thức, kết cấu và thiết kế y chang như vậy, nhưng mà sẽ là 12 inch, là lưỡi 305, giống với lại cái size lưỡi của con DVK-S780. Thì như mọi người có thể thấy thì với cái thiết kế này nó sẽ giúp tiết kiệm không gian. Nhưng mà đổi lại thì như mình đã nói, với một cái góc nghiêng nhỏ như thế này á, thì cái dao động ngang như này á, nó sẽ lớn hơn là một cái phương hai cái trục phương nằm ngang này. Thì đây cũng là một trong những đánh đổi mà mình nghĩ là có thể DeWatt đã chú trọng vào cái phần hiệu quả làm việc và cái độ chính xác cao. Thì đó là về Makita. Thì các bạn có thể là dễ dàng tham khảo một số cái mẫu cưa trên thị trường như cái mã của Boss. Boss thì một cái thiết kế sẽ là cái tay khủy giống như là cánh tay robot á. Thì cái mã hiệu của Boss sẽ là RCM, tức là GCM12SD, tức cũng là mã 12 inch. Và Hitachi là C12RSH2. Thì đó là một trong số những cái dòng cưa mà cùng phân khúc với con này. Thì sau khi đi đánh giá về phần tổng quan thì mình sẽ đi vào những cái phần mà chi tiết phụ kiện mà hãng trang bị. Thì đầu tiên là một cái túi đựng bụi. Thì đây là một trang bị phổ thông. Thứ hai thì cái này là một cái kẹp phôi. Chúng ta sẽ dễ dàng liên kết ở hai bên, thì ở bên này hoặc là bên kia. Và hai phần tay đỡ phôi thì chúng ta dễ dàng liên kết vào hai bên để giúp cho cái việc là nới rộng cái diện tích thao tác. Thứ hai là sẽ giúp cho chúng ta có hai cái tay sách. Thì chúng ta sẽ dễ dàng liên kết bởi những cái một số cái con vít và lông đèn mà hãng đã trang bị ở đây là hai bên. Thì cái phần này làm rất là cứng cáp này, là được đúc và CNC mặt phẳng rất là đẹp. Về phần khả năng hoạt động với những cái chi tiết hỗ trợ trong công việc thì mình sẽ giới thiệu như sau. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi sâu về những phần chi tiết của những bộ phận trong lúc chúng ta hoạt động. Thì đầu tiên là cái khóa để chúng ta mở gập lên gập xuống trong quá trình di chuyển thì là đây. Thì rất dễ dàng là chúng ta sẽ chặn cưa xuống và khóa lại.
Để mở ra thì chúng ta sẽ chặn nhẹ và rút ra. Rồi. Như trước mặt các bạn thì đây chính là cái phần che lưỡi để đảm bảo cái tính an toàn trong quá trình sử dụng. Còn phần này thì đây. Thì như các bạn thấy thì trên cái mặt thước thì có những cái rãnh, những cái định vị vị trí, những cái góc thông dụng như là 0 độ, 15 độ, 30 độ, 60 độ, 25,5 độ. Thì có một cách là khi chúng ta di chuyển cái mâm á, thì chúng ta sẽ giữ phần ở đây. Ở đây, sẽ giữ và di chuyển. Tách là chúng ta đang ở 15 độ, di chuyển 30 độ, di chuyển 45 độ. Thì khi đấy mà cái độ mà chúng ta thao tác thì chúng ta sẽ dễ dàng gạt xuống. Thì cái thao tác khó nhanh này rất là nhanh. Thì một số cái dòng cưa thì sẽ là dùng vặn. Thì cái này sẽ khó xuống rất là nhanh. Thì cái phần này là gì? Mình giả sử là mình muốn cắt 44 độ. Thì mình sẽ khi mình canh như thế này này, mình canh 44 độ thì vô tình nó chạm lên nó sẽ khó. Thì cái việc mà chúng ta di chuyển những cái độ lẻ, những cái độ mà không có trong setup sẵn này thì nó sẽ rất khó khăn. Thì khi đó chúng ta sẽ dùng cái phần này. Chúng ta sẽ nhấn xuống. Nhấn cái này phần này xuống và bật cái này qua. Thì khi đó thì cái mâm sẽ tự do. Chứ các bạn thấy cái mâm tự do, không còn gài vào những cái lẫy cố định nữa. Thì khi đó chúng ta có thể dây di chuyển ở những cái độ lẻ rất là dễ. Khi mà đến thì chúng ta sẽ khóa lại thôi. Còn khi sử dụng thông thường thì các bạn chỉ cần nhấn này xuống và gạt lại. Thì khi đó thì nó sẽ là trở lại cái trạng thái ban đầu, là sẽ về những cái rãnh có sẵn. Đây là phần cử. Phần cử thì thiết kế là hai phần trên là lớn và có thể là di chuyển qua về. Thì nó thể hiện là cái cưa này có thể là nghiêng trái phải hai bên, nghiêng hai bên. Thì khi chúng ta nghiêng bên nào á, thì cái phần này chúng ta sẽ di chuyển ra để tránh tình trạng khi cắt á, thì cái lưỡi cưa nó sẽ cắt vào cái cử. Đó, thì hai bên. Hãng cũng cái cưa này cũng trang bị là cái phần này cao để chúng ta đỡ những cái phôi cao. Vì đây là cái dòng cưa lưỡi 305 và có công suất lớn. Cái công việc đặc biệt dành cho nó là thường là để cắt những cái khối gỗ rất là lớn. Thì cần có những cái tấm chặn đủ lớn, đủ cao để giữ cho cái phôi chúng ta ổn định trong quá trình chúng ta hoạt động. Thì lý do vì sao mà những cái phần này nó rất là lớn. Thì các bạn có thể thấy sơ lược một vòng. Thì phần bên này á, thì phía sau này sẽ có một cái khóa. Bạn đã trang bị sẵn một cái khóa, là một đầu sao và một đầu lục giác để giúp chúng ta thao tác những cái vị trí ốc vít của cái máy. Thì người ta cũng rất cẩn thận là sẽ có một cái phe gài ở đây để tránh tình trạng chúng ta sử dụng thì nó bị rơi lạc rất là dễ dàng. Như cái lỗ này là cái phần để chúng ta cài đặt cái phần này. Thì hai bên có hai cái. Ở mặt sau, mặt sau thì chúng ta sẽ có cái này là cái phần khóa nhanh để khi mà chúng ta khóa, các bạn thấy này, phần khóa nhanh sẽ khóa ở đây. Trong một số cái công việc là chúng ta không có sử dụng cái phần ti sát về phần này mà chỉ sử dụng ở mức này thôi thì đây là phần khóa. Cái phần khóa này thì các bạn lưu ý là phần khóa này thường dùng để làm gì? Để cắt những cái phần mà chỉ phào, tức là những cái tấm đứng nhưng mà nằm nghiêng. Nằm nghiêng như thế này, vì nằm nghiêng á thì khi các bạn mà thông thường các bạn đẩy sát vào như phía trong này á, như các bạn đẩy sát vào phía trong thì cái phần này đã cắt tới nhưng phần ngồi này nó không đủ. Thì đây là một cái phần liên kết nhanh giúp chúng ta có thể là liên kết khóa vào đây để có thể cắt được những cái chỉ vào đúng ý của chúng ta. Là phần này rồi đến cái phần đây thì sẽ có một cái khóa. Cái khóa dùng cái T-Rang để chúng ta khóa cái trục lại, giúp cái việc là di chuyển này chúng ta có thể định vị cái vị trí mà cần cắt, khóa lại một cách rất là nhanh chóng. Cái phần hai là nằm ở cái phần nghiêng trục hai bên. Đây chính là cái khóa. Thông thường khi chúng ta mở khóa thì chúng ta sẽ nghiêng vào được một bên như thế này, 45 độ. Đó, chúng ta sẽ nghiêng được 45 độ. Thì cái phần sẽ có ở đây là
cái máy này á, nghiêng hai bên được 47 độ. Thì thông thường chúng ta để, nếu mà chúng ta để vị trí này á, thì chúng ta sẽ nghiêng bên này là được 45 độ. Rồi đây là chính xác 45 độ. Nếu các bạn muốn 47 độ, các bạn sẽ gạt phần này ra và nó sẽ được 2 độ, là 47 độ. Thì hai bên sẽ đều có hai cái khóa này. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, thì trên này trang bị hai cái phần côn chặn. Thì một phần côn chặn là 22.5 và một phần côn chặn là 33.86. Thì tùy vào cái phần, cái độ bạn muốn cắt, thì thường sẽ có những cái thông số mà nó cơ bản như thế này. Thì khi chúng ta muốn sử dụng 25.5, chúng ta chỉ cần gạt qua một bên thì cái phần setup về góc của chúng ta rất là nhanh. Đó, chúng ta không cần phải canh như thước nữa. Đó, tương tự với cái phần phía dưới. Còn nếu mà chúng ta sử dụng thông thường thì chúng ta sẽ gạt hai bên. Thì cái cưa này nó có, nó thiết kế cả hai bên. Hai bên để chúng ta có thể nghiêng hai góc hai bên khác nhau, vẫn có lãi như bên cạnh. Và bây giờ thì hiện tại thì mình chỉ nghiêng được phía bên này thôi này. Phía bên này không nghiêng được. Để làm sao nghiêng được bên kia thì đang có một cái lãi. Thì chúng ta sẽ gạt cái lãi này ra. Rồi, phải nghiêng về bên này. Đó. Thì như các bạn thấy này, đây là thước chỉnh. Thước nó chỉ là 45 độ. Đó, tức là khi mà nghiêng bên phải thì chúng ta sẽ gạt cái lãi đó ra. Và bây giờ sẽ trả lại vị trí bình thường thì nó là 0 độ. Rồi, khóa lại. Thì cũng sẽ vì nghiêng được hai bên thì sẽ có hai cái chi tiết là hai con ốc chặn. Thì để chúng ta nghiêng qua bên phải hay bên trái thì trong quá trình setup á, có thể là nó bị lệch một vài dây, thì chúng ta sẽ canh chỉnh ở đây để có được cái trạng thái setup ban đầu cách nhanh nhất và dễ nhất. Đến tới cái phần là cắt nông. Cắt nông thì mình sẽ giải thích với các bạn như thế này. Để cắt nông thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ phận ở đây. Cắt nông là như thế nào? Cắt nông có nghĩa là chúng ta sẽ không cắt đứt. Đó, như bạn thấy này, khi mình đã ấn lưỡi cưa xuống, nhưng mà nó sẽ không xuống sát, nó chỉ ăn một phần ở đây thôi, thì gọi là cái bộ phận hỗ trợ cắt nông. Thì chúng ta sẽ mở khóa này ra và chỉnh. Mình sẽ minh họa cho các bạn xem một cách rất là nhanh gọn để chúng ta có thể setup được cái góc nông này. Là đây, giả sử là mình muốn cắt như thế này. Đây, mình muốn cắt như thế này. Cái độ góc nông của mình muốn cắt tới đây. Thì khi setup với lưỡi cưa đó, thì các bạn thấy là mình có thể là dễ dàng mình canh chỉnh vào đây để tìm được cái phần góc nông phù hợp. Thì sau khi setup xong thì chúng ta sẽ khóa con này lại. Và muốn cắt như bình thường thì chúng ta chỉ cần gạt lại này lên và chúng ta có thể cắt lại bình thường. Ở đây thì có hai cái phe gài để chúng ta hỗ trợ cái phần mà định vị cái ống thoát bụi. Còn đây, đây là chi tiết mà hãng giải thích là cross cut này, Bostoning system. Thì có nghĩa là cái phần này sẽ là phần hỗ trợ định vị cái vết cắt. Thì một lát nữa mình sẽ bật máy lên và tiến hành cắt thử, và mình sẽ cho các bạn thấy cái phần này nó hiệu quả như thế nào. Bây giờ thì bên mình sẽ tiến hành cắt thử để xem thử cái khả năng hoạt động của máy như thế nào. Thì cái phần khả năng an toàn của máy được thể hiện ở cái điểm này. Thì không giống như những cái máy đàn em như là DVK714 thì sẽ có một cái lẫy khóa gạt ở đây. Thì cái con này thì với cái nhu cầu sử dụng là dạng công nghiệp, với cái khả năng cắt nhanh, thao tác nhanh gọn và chính xác, thì người ta đã lược bỏ phần này, nhưng mà sẽ trang bị cái phần an toàn ở đây, tức là cái phần công tắc ở đây. Công tắc ở đây thông thường khi chúng ta bóp lại thì sẽ không được, đòi hỏi là một cái thao tác là dùng hai ngón tay. Thì đây là vị trí công tắc đèn. Cái đèn này á, là vừa là cái đèn
thao tác, vừa là cái đèn như mình đã giới thiệu là cái phần mà để chúng ta có thể là xác định được cái vị trí cắt thay thế cho laser. Thì mình đánh giá như sau, vì sau một thời gian hoặc thời gian làm việc á, như các bạn đã thấy ở cái phần đầu video thì mình có quay cái con mà 1019L của mình á, thì cái con đó là chữ L đó là cái ký hiệu của laser, thì nó có phần laser. Phần laser thì cái thời gian đầu tiên á, chúng ta làm việc rất là tốt vì nó đủ độ sáng. Nhưng sau một thời gian dài sử dụng á, thì cái laser nó không còn chính xác nữa, nó không còn rõ, và cái phần laser nó sẽ bị bụi bám, thì khiến cho cái việc mà xác định vết cắt của chúng ta sẽ khó khăn hơn. Và cái phần laser thì có thêm một cái nhược điểm nữa là đối với những người, giả sử mình là một ví dụ và một số người là có những cái bệnh về mắt, thì chúng ta hoạt động với thời gian dài với cái ánh sáng của laser rất là hại mắt. Thì cái con DeWatt này là một trong những con máy để mục đích sử dụng là hoạt động trong một thời gian rất là dài, thì những cái công việc khiến cho người làm có thể là cảm thấy mệt mỏi hoặc đau mắt thì đã được lược bỏ và trang bị là cái phần đèn này. Thì bây giờ để đến gần các bạn có thể thấy, các bạn sẽ thể thấy được là cái phần đó gọi là bóng đổ. Thì cái đèn được thiết kế là ngay tâm lưỡi, giúp cho cái bóng đổ của lưỡi cưa nằm ngay cái vị trí cắt, thì nó sẽ là giúp chúng ta có thể là định vị được vết cắt một cách rất là dễ dàng nhờ vào bóng đổ. Thì bây giờ mình tiến hành cắt. Thì cái tấm ván này của mình là rộng 33,5 cm, thì với cái thông số kỹ thuật của cái máy cưa này thì có thể cắt được là 34,5. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cho các bạn xem. Đó, như các bạn thấy này, thì mình vừa chấn thử một cái điểm ở đây, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái phần lưỡi cưa nó đã ăn đúng vào cái dấu mực của mình. Đó, các bạn thấy này, ăn đúng vào dấu mực của mình. Thì có nghĩa rằng là cái khả năng mà định vị vết cắt á là chính xác. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt đứt cái phần này. Đó, như mọi người thấy thì cái khả năng làm việc á, cái đầu tiên á, là cái lưỡi này là lưỡi 60 răng, thì nó sẽ giúp ích rất là tốt cho việc cross cut. Thứ hai á, là nhờ cái thiết kế cũng như cái độ hoàn thiện cao về trục á, thì sẽ giúp cho cái việc cắt veneer á, một trong những, đây là một ván plywood veneer. Thì plywood veneer là một trong những loại ván rất là khó cắt, là vì nó dễ sinh ra cái phần mà tưa dăm của veneer, vì cái lớp veneer cán này rất mỏng. Thì qua cái lần cắt thử vừa rồi thì cho thấy là cái máy cưa này cắt cái đường cắt rất là đẹp. Thì đến với cái phần cắt 45 độ, thì bây giờ mình sẽ dễ dàng thay đổi góc cắt một cách rất là nhanh chóng, 45 độ, và mình sẽ định vị đường cưa. Mình định vị đường cưa bằng bóng đổ như mình làm lúc nãy. Mình sẽ kẻ một cái đường cắt ở đây. Đó, như các bạn có thể thấy rất là chính xác, và mình sẽ tiến hành cắt. Thì khi mình cắt, các bạn có thể nghe thấy được rằng là cái máy này á, nó có khả năng thắng từ, mà cái thắng từ này nó dừng lại rất là nhanh. Nó dừng lại trong khoảng, theo mình đánh giá là một trong những dòng máy dừng lại rất là nhanh để cho cái khả năng làm việc an toàn, giúp cho cái việc chúng ta có thể lấy phôi ra và tiếp tục có thao tác mới một cách rất là nhanh chóng. Mình sẽ cắt nghiêng. Thì để cắt nghiêng thì mình sẽ nới cái cử này ra và mở khóa, sau đó là nghiêng và khóa lại.
kiểm tra góc vuông thì nó cho cái khả năng rất là chính xác. Đây mình sẽ như thế này. Đây. Đó, khả năng rất là chính xác. Cái hiệu quả làm việc nhanh và chính xác thì là một trong những cái điểm cộng rất là lớn. Và mình xin nhắc lại những cái thế mạnh cũng như cái những điểm đặc biệt của cái dòng máy DVKS 780 này. Thì cái điều đầu tiên là động cơ. Động cơ có công suất lớn, được truyền động gián tiếp bằng dây guro, giúp cho cái việc hoạt động trong một khoảng thời gian dài đảm bảo được tính ổn định, cũng như là sẽ về lâu về dài thì xét về độ bền á, thì sẽ giúp cho độ bền của trục nhông động cơ và trục nhông của lưỡi cắt được đảm bảo một cách tốt hơn. Đó là những cái ưu điểm của Kuro. Cái thứ hai là hai trục song song nhau nằm ngang thì giúp cho cái việc hạn chế về độ rơ ngang. Vì một máy cắt góc á, thì sẽ ưu tiên cái phần là độ chính xác lên hàng đầu. Thì khi mà đã giảm được cái độ rơ ngang thì sẽ giúp cho cái việc là chúng ta có thể cắt những đường cắt rất là chính xác và trong một khoảng thời gian dài, không bị những cái hao mòn về vật lý sau một thời gian làm ảnh hưởng tới cái độ chính xác của máy. Đó là một trong những cái ưu điểm rất là lớn. Ngoài ra thì có cái đèn hành trình. Đèn hành trình ngoài cái việc là chiếu sáng cái không gian làm việc, chiếu sáng vị trí cắt, thì như mình đã cắt thử và giới thiệu các bạn về cái hiệu quả của xác định đường cắt bằng bóng đổ, giúp cho chúng ta làm việc có thể làm một việc một thời gian dài trong điều kiện ánh sáng có thể không được tốt lắm nhưng vẫn đảm bảo được là đường cắt rõ và không bị mỏi mắt bởi những cái hiệu ứng của tia laser gây nên. Đó là một trong những cái điều đặc biệt mà mình nhận thấy trên dòng cưa này. Thì nói qua về những cái ưu điểm rất lớn thì mình cũng sẽ đánh giá là về cái phần kích thước. Thì với mình á, kích thước là một trong những cái điểm trừ. Thực ra không phải là quá lớn nhưng là một trong những điểm trừ, là vì cái con này có kích thước quá lớn thì xét theo tổng của chiều dài này á, thì nó lên đến là hơn 1 mét, thì đó là một trong những kích thước mà theo mình thấy là khá lớn, thì nó sẽ là chiếm không gian làm việc của bạn. Đòi hỏi các bạn phải có một cái không gian làm việc tốt, một không gian đủ rộng để các bạn có thể bố trí máy móc một cách thoải mái để làm việc một cách chính xác. Thì đó là một trong những điểm trừ, là về cái phần kích thước lớn, không tiết kiệm không gian, thiết kế không tiết kiệm không gian. Đó là một trong những phần điểm trừ mà mình thấy là mình mong muốn là có thể là bằng cách nào đó sẽ cải thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì bên mình hy vọng rằng với những cái trải nghiệm, với những cái nỗ lực làm video, những trải nghiệm review, những nỗ lực review của bên mình có thể đem đến cho mọi người những cái trải nghiệm về hình ảnh tốt nhất có thể, để mọi người có được sự chuẩn bị về hình ảnh cũng như thông tin tốt nhất, để mọi người có thể hình dung được rõ được những cái sản phẩm mà mọi người có thể mong muốn tìm kiếm trong tương lai để có thể kết hợp cho công việc mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay thì có thể là like, subscribe và có những cái comment đóng góp để động viên tinh thần cho tụi mình, để tụi mình có thể có thêm động lực để làm những video tốt hơn, hay hơn và review những cái sản phẩm cần thiết hơn, hữu dụng hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.